Xin chào bác trồng cây. Nay em giới thiệu cho bác các kích thước bên em, các kích thước của cái này gọi là cái chậu nhựa mềm hay là gọi là túi bầu đấy ạ. Thì em sẽ chia sẻ các kích thước và tí nữa em sẽ test cái độ bền, độ dai cho các bác. Thì cái kích thước ở trên cùng này. Đây. Cái loại này là rộng 8, cao 8 và 1 kg là khoảng 800 cái. Cái loại này dùng để ươm này, những loại nhỏ nhất thì dùng để ươm thì được rất là nhiều. 800 cái rất là nhiều các bác. Đây. Rộng 10, cao 10, 1 kg khoảng 300 cái. Rộng tức là cái đường kính miệng này. Các bác lấy thước các bác đo cái đường kính chéo đường kính miệng này và cái chiều cao. Cái loại này được khoảng 300 cái này. Đó. Đây loại này rộng 12, cao 12, 1 kg khoảng 214 cái. Đó. Được rất là nhiều. Rộng 14, cao 12, 1 kg khoảng 157 cái. Đây đi rồi em sẽ test luôn cái độ dai cho các bác xem. Đây em cho cáp vào. Đó. Đây, các bác va đập này. Xách đi va đập này, đập này. Đó. Đây, đổ ra. Đó, các bác thấy không hề bị rách, không làm sao cả, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đó, thử một vài cái nữa. Đây, các bác mang đi mang lại này. Đó, đập. Nó hơi bụi. Ok. Đây. Không hề bị rách các bác nhé. Thì giá bên em cái túi bầu này em chia sẻ luôn giá, đó là bên em bán 60.000 một cân và 10 kg thì là 550, 20 kg là 1 triệu, tức là các bác 20 kg tính ra chỉ 1 triệu, tất cả tất nhiên là miễn ship rồi, thì nó chỉ là 50.000 một cân, nó tính ra 50.000 nhưng mà miễn ship nữa, nó chỉ rơi khoảng 40.000 một cân thôi, rất là rẻ. Để em giới thiệu thêm các kích thước khác. Đây rộng 18, cao 16, 1 kg khoảng 66 cái. Rộng 21, cao 19, 1 kg 50 cái. Rộng 24, cao 22, 1 kg khoảng 30 cái. Đây cái này rộng 30, cao 26, 1 kg khoảng 20 cái. Cái này rộng 34, cao 30, 1 kg khoảng 14 cái. Cái này rất là to này, các bác tha hồ ươm. Em nhắc lại các bác nữa. Cái rộng tức là cái đường kính miệng, bác đo đường kính miệng và đo chiều cao nhé. Đó. Đó thì các bác nào có nhu cầu về các kích thước túi bầu này thì các bác alo em số điện thoại là 0375 524 180. Số điện thoại em dùng cả Zalo, các bác có thể gọi điện cho em hoặc nhắn tin cho em. Và các bác gọi Zalo hoặc là nhắn tin Zalo cho đỡ tốn tiền được. Ok, xin chào các bác.